Sau đây là kết quả xổ số Vietlott, Power 6/55, kỳ vé 951, quầy thưởng vào thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023. Giải Jackpot 1, Power 6/55, kỳ vé 951, các vé tận cùng mang số 10, 16, 17, 28, 37, 42. Xin nhắc lại, giải Jackpot 1, kỳ vé 951, các vé tận cùng mang số 10, 16, 17, 28, 37, 42. Số đặc biệt Power 6/55, kỳ vé 951 là 43. Xin nhắc lại, số đặc biệt hôm nay là 43. Xin thông báo, giải Jackpot 1 và Jackpot 2, Power 6/55, kỳ vé 951, quầy thưởng vào thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023, đều tìm thấy một chủ nhân. Kênh xổ số ba miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!